được ra mới đây và nhận được rất là nhiều cái sự quan tâm của đông đảo những cộng đồng người dùng smartphone tầm trung, bởi vì em này có cấu hình khá là cao và cái giá thành cũng rất là rẻ thôi. Thì em này sẽ được trang bị con chip là Qualcomm Snapdragon 660 cùng với RAM 6GB và ROM là 64GB. Trong khi đó thì Oppo 7 sẽ được sử dụng con chip vô cùng mạnh, đó chính là Helio B60, thêm vào đó với RAM 4GB và ROM là 32GB. Thì ngay đây chúng ta sẽ cùng làm speed test nhanh qua này để xem cái tốc độ lag cũng như cái độ đa nhịp của hai em thì em nào sẽ hơn ở trong cùng cái tầm giá như nhau. Rồi, ok, đầu tiên mình sẽ bật cái điểm AnTuTu lên cho các bạn xem. Rồi, hiện tại chúng ta đã có điểm AnTuTu của cả hai em. Khi mà Mi 6X thì có điểm AnTuTu thấp hơn so với Oppo 7 là 102.380 điểm, còn Oppo 7 là 139.241 điểm. Thì trước khi bắt đầu bài test, mình sẽ tắt hết tất cả ứng dụng ngầm cũng như là mình sẽ reset lại máy để cái bài test của chúng mình được công bằng hơn. Bạn muốn tậu chế yêu? Hãy đến ngay Bạch Long Mobile để có cơ hội nhận hoàn tiền lên đến 10 triệu đồng. Còn như anh em đã thấy là Mi 6X có một điểm trước Oppo F7 ở Fast 8 trước một quay. Trước một quay thì hai này vào ngang ngang nhau, nhưng mà Mi 6X hình như là vào nhanh hơn nên là có một điểm cho Mi 6X cho sức quay sấp. Rồi, xung quanh sắc Mi 6X cũng là một điểm trước Oppo F7. Liên quan thì sao? Điểm trước Mi 6X, Oppo 7 đã vô rất là nhanh rồi và Mi 6X vẫn đang ngồi đợi rất là lâu để vô được game. Rồi, ba bộ feature file. Còn bay của Future 5, Oppo 7 lại có thêm tức thêm một điểm nữa trước Mi 6X. Còn về sau thì Oppo 7 càng thể hiện cái tốc độ loát của mình. Rồi Dash Driver 2. Rồi Dash Driver 2 thì hình như là Mi 6X vào nhanh hơn một chút xíu. Chúng ta sẽ cùng đến với World Hammer thì cuối cùng. Rồi mỗi em đều có một điểm, thì như các bạn đã thấy là ở đầu game á, thì Mi 6X vượt trội hơn so với Oppo 7, nhưng mà càng về sau thì Oppo 7 lại thể hiện cái sự mạnh mẽ của con chip Helio B60 của mình. Thì như mình nói nãy là em Mi 6X sẽ được chạy cái RAM là 6GB, còn Oppo 7 là 4GB. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem cái độ đa nhiệm của Mi 6X cũng như là độ đa nhiệm của cả Oppo 7.
Đầu tiên là hỏi ngu đáp ngu để xem phải nói lại không. Rồi cả hai đều không phải nói lại này. Rule of survival, cả hai cũng không phải nói lại đâu. Refi cũng không có game nào phải nói lại. Alphastar cũng không có máy nào phải nói lại như này. Triple Way cũng không có game có máy nào phải nói lại. Cả hai máy đều có cái độ đa nhiệm rất là tốt, ổn định. Rồi cũng không có máy nào phải nói lại. Sẽ qua server. Cũng không có máy nào phải nói lại liên quan mobile. Mình còn một game nữa là Function File. Rồi như các bạn đã thấy là mình đã test 10 game và cả 10 game thì cả hai em đều không có máy nào phải nói lại, đều thể hiện cái độ mượt mà rất là cao. Vậy nên anh em game thủ mà muốn sử dụng con máy để combat, để leo rank thì hoàn toàn có thể lựa chọn Mi 6X hoặc là Oppo 7 thì cả hai đều có cái độ ngang ngang nhau, đều có thể cân được tất cả những game có độ mạnh từ nặng đến nhẹ luôn. Vậy thì anh em thấy thế nào, và nếu có mức giá từ 7 đến 9 củ thì anh em sẽ lựa chọn Mi 6X hay là lựa chọn Oppo A7 thì đừng quên để lại comment ở dưới này nha. Và đừng quên nhấn like sẽ như là subscribe TV channel của chúng mình có được. Bye bye.